Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với bạn chiếc xe Wayne Far nha các bạn. Thì hôm nay mình muốn bán chiếc xe này với giá rẻ nha các bạn, bán nhanh nha các bạn. Bạn nào cần sở hữu một chiếc xe để đi lại hoặc đi làm gì á, các bạn liên hệ với mình nha. Xe này mình để giá rất là đẹp nha các bạn, chỉ 5 triệu thôi các bạn, 5 triệu trên xe này nha các bạn. Xe còn rất là đẹp luôn các bạn. Đây, 1 km nè, mới đi được khoảng 567 thôi mà, 568 cây thôi nha bạn, 568 cây thôi nha. Thì do nhu cầu là không có sử dụng nữa nên cần ra đi, em nói nhanh nha bạn, là giá là 5 triệu thôi nha bạn, 5 triệu thôi. À, giấy tờ đầy đủ, mới mới mua luôn nha bạn. Này, đăng ký này, đây là chính chủ nha bạn, mình là chính chủ mình bán nha. Chính chủ bán nha bạn, ngày đăng ký nha bạn, mới ngày 27 tháng 2 2019 nha bạn, 27 tháng 2 2019 nè. Đó, mình mới mới mua luôn nha bạn, mua chừng được tháng 2. Đây, hôm nay là tháng 5, 3 tháng các bạn, 27 tháng 2 2019, mua được chỉ 3 tháng thôi các bạn. Đây, ngày đăng ký 27 tháng 2 các bạn. À, xe mình chính chủ nha các bạn. Đây, chính chủ mình đứng nha. Rồi, bán nhanh nha các bạn. Thì trị giá chỉ có 5 triệu thôi mà, 5 triệu đồng ha, xe còn mới tinh thôi mà. Đây, để đó, xe màu xanh. À, giá 5 triệu, bạn nào cần thì liên hệ với mình ha. Đây, số xe này, số xe còn rất là mới mà. Thích hợp để mình đi lại quanh 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 chứ mình đi làm rất là tiện dụng mà. Rất tiện dụng. Cốp này, cái loại này là siêu bền luôn các bạn. Mấy loại Honda quay Alpha này siêu bền nhé bạn. Đây, quay review cho mẹ coi, mới xe không lỗi lầm tì vết gì nhé bạn. Đây, xe rất là mới, chỉ mới có xài có 3 tháng này các bạn. Giá mình mua là lúc mình mua ra là giấy tờ ra là 16 triệu 200 nhé bạn. Thì mình bán nhanh con này chỉ giá chỉ 5 triệu thôi. Nếu bạn nào cần thì gọi cho mình ha, mình ở Bầu Bàng nha bạn. Bầu Bàng Bình Dương nha bạn. Xe còn rất mới nha, rất đẹp luôn. Thì mình bán giá 5 triệu là mấy bạn mà giấy tờ là
chỉ đi ký cho mấy bạn thôi nha. Còn nếu mà bạn nào cần sang tên thì mình sẽ đi ký rút hồ sơ cho mấy bạn. Còn phí mà sang tên hay gì là mấy bạn tự chịu nha. Mình chỉ bán xe 5 triệu thôi ha. Xe là 5 triệu. Coi xe băng rồi không? Là mới luôn nha bạn. Xe mới tinh nha. Không một lỗi lầm gì nha các bạn. Xe mới đi 3 tháng thôi nha bạn. 500 500 mấy chục cây đó, nãy mình mới thấy cái đó phụ xước gì hết nha. Đó, cái chỗ này là hay bị chạy, không bị chạy xước gì như xe mới luôn nha, chỉ là hơi bụi tí xíu thôi nha. Như xe mới luôn nha, giá chỉ 5 triệu thôi nha. Số kỹ thuật nha, còn đầy đủ hết, xe không lỗi làm gì nha. Vì xe này chỉ thích hợp cho những bạn nào mà công nhân hay là đi làm thì mình mua xe giá rẻ. Thích hợp cho những bạn mà không có đua đòi, mình chỉ cần một chiếc xe để đi lại thôi, mình chỉ cần một chiếc xe đi lại thôi, ít hao xăng, bền bỉ các bạn, hao xăng bền bỉ. Pha cũng đẹp thôi, không có bị lỗi thời thôi. Khóa này mà xe còn mới tinh các bạn, còn giấy cái giấy của Honda này các bạn, này giấy của Honda còn y nguyên các bạn. Kỹ thuật lái xe an toàn rồi nè ha, giấy mình mua phòng VC các bạn, sách hướng dẫn sử dụng xe này còn đầy đủ nha các bạn. Thư thăm dò ý kiến nha bạn, tham gia đặt giải rồi nè,
thư gửi anh tem nè đó này. Tờ này còn đầy đủ hết mấy bạn, xe rất là đẹp luôn ạ. Này giá chỉ có 5 triệu thôi. Chữ khu gì hết nha bạn, hơi bộ chút xíu mình đi, mình đi mới có mấy trăm cây thôi nha bạn. Rồi bạn nào cần thì gọi cho mình ha, ở bầu bạn mình dương nha các bạn.